Anh Nho xin kính chào tất cả mọi người. Không biết là mọi người có cảm thấy giống Thủy hay không, chứ dạo gần đây thì Thủy thấy thời tiết rất là nóng. Mỗi buổi sáng khi mà Thủy ra ngoài đường để đi làm thì ánh nắng mặt trời rất là chói chang, mình chảy rất là nhiều mồ hôi và thật sự là mình cảm thấy rất là khó chịu. Quay trở lại với chủ đề video ngày hôm nay thì như là các bạn đã đọc được tiêu đề video ở dưới thì chắc là mọi người cũng biết được là video lần này sẽ là về chủ đề gì đúng không nào. Vâng, và ngày hôm nay Thủy sẽ tiếp tục với chủ đề là khui hộp quà Box of Joy của Lazada. Không biết là mọi người có để ý không, chứ trong một video lần trước thì Thủy đã có chia sẻ Lazada, một cái kênh thương mại điện tử khá là nổi tiếng tại Việt Nam, thì họ có những cái chương trình là mỗi tháng sẽ tặng những cái hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh đến với những bạn làm video trên YouTube giống như mình. Và nếu trong những cái món đó có những cái món có chất lượng tốt thì mình cũng có cơ hội để được trải nghiệm và để chia sẻ với các bạn subscriber, những bạn đang yêu thích và đang theo dõi kênh của mình. Và ngày hôm nay thì Thủy cũng sẽ khui một hộp quà Box of Joy của Lazada. Và trong cái quá trình mà khui hộp quà này, Thủy chưa biết là trong đây sẽ có sản phẩm nào, và Thủy định rằng là nếu như là sản phẩm nào phù hợp ngay bây giờ thì Thủy cũng sẽ dùng thử và cũng sẽ chia sẻ với mọi người cái trải nghiệm đầu tiên của mình với một số những sản phẩm trong này. Và bây giờ thì chúng ta hãy còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Như mọi người có thấy không, cái hộp quà lần này thì cái kích thước nó cũng khá là giống so với những hộp quà lần trước. Thế nhưng mà có vẻ như là cái cân nặng của cái hộp quà này nó nặng hơn. Có thể là trong đây sẽ có một số những món hay ho hơn chăng. Bây giờ mình sẽ mở nó ra nhé. Mở ra, ở trong đây thì mình thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có tất cả là 6 món mọi người ạ. 6 món mà mình đã nhận được trong cái hộp quà này. Sản phẩm đầu tiên mà mình thấy có trong hộp quà này đó chính là em này đây. Đây là một loại kem trị mụn của La Roche-Posay có tên là La Roche-Posay Effect La Dua Cộng. Thì theo như là lời giới thiệu của hãng á, thì cái sản phẩm này có khả năng là chữa mụn, có nghĩa là nó sẽ chống viêm và chữa những cái loại mụn đang sưng đỏ ở trên da. Đồng thời thì nó cũng chữa được những cái vết thâm đang có ở trên da do cái tác động của mụn. Cái sản phẩm này thì cái thành phần của nó là có chứa alicylic. Đây là một cái chất rất là tốt trong cái quá trình trị mụn dành cho da, tại vì nó sẽ giúp cho da bảo vệ làn da khỏi cái tác động của cái vi khuẩn bên ngoài. Tại vì mọi người biết không, khi mà da mình mà khi mà có mụn á thì những cái chỗ mụn đó sẽ là cái tác nhân mà vi khuẩn tấn công vào da và sẽ làm cho da của mình trở nên không có tốt. Nói thật với mọi người rằng là hiện nay thì mặt Thủy nó không có mụn, cho nên là với cái sản phẩm này của La Roche-Posay thì mình sẽ sử dụng trong tương lai để mình kiểm nghiệm coi là cái công dụng của nó có đúng như là lời quảng cáo hay không. Sản phẩm tiếp theo mà mình thấy có trong hộp quà đó chính là em này đây. Em này cũng thuộc của La Roche-Posay, tên là gel rửa mặt tạo bọt làm sạch dành cho da dầu nhạy cảm, Effect La Purifying Foaming Gel for Oily Sensitive Skin. Nghe cái tên là đã thấy rất là thú vị rồi. Tại vì thường là nếu như mà bạn nào mà có loại da dầu thì nó rất là nhạy cảm. Có nghĩa là khi mà mình da dầu thì không phải là những cái loại mỹ phẩm hoặc là những cái loại skin care nào mình cũng có thể sử dụng được. Thực ra da của Thủy thì không phải là da dầu, nhưng mà nhiều khi nếu như mà mình dùng những cái sản phẩm mà nó không phù hợp với da thì nó cũng sẽ sinh ra những cái kích ứng trên da rất là khó chịu. Và theo như là công dụng của sản phẩm này có ghi bên dưới đằng sau này thì mình sẽ đọc cho mọi người nghe nha. Giúp làm sạch bụi bẩn và bã nhờn dư thừa, đây là nguyên nhân chính gây ra mụn, mang lại cảm giác tươi mát cho làn da. Công thức sản phẩm được chọn lựa kỹ càng với các thành phần làm sạch dịu nhẹ, rất phù hợp với da dầu nhạy cảm. Và bên cạnh đó có một cái mà Thủy rất là thích. Ở đây nó có ghi là độ pH của sản phẩm này chỉ có 5.5 thôi. Đây là một độ pH rất là lý tưởng cho một loại sữa rửa mặt cho mình. Tại vì mọi người biết rồi đó, nếu như mà một loại sữa rửa mặt mà nó có độ pH cao thì nó thực sự không hề tốt cho làn da của mình. Và sản phẩm này thì độ pH của nó chỉ có 5.5 thôi. Nói chung là mình khá ưng ý sản phẩm này. Tiếp theo nữa, ở đây thì mình thấy có một loại nước khoáng của Victory có tên là nước khoáng dưỡng da All Thermal Mineralizing Thermal Water. Thực sự là lâu rồi mình không có sử dụng tiếng Anh nên không biết là có đọc đúng hay không, mọi người thông cảm cho mình nha. Thì cái loại này nó có tác dụng là nó sẽ làm sạch mặt nè, làm dịu nhẹ khuôn mặt cũng như là bảo vệ làn da trước những cái tác động của vi khuẩn. Nghe rất là thú vị. Và cái cách dùng của sản phẩm này mình thấy nó cũng rất là dễ dùng, tại vì sau khi mà mình rửa mặt xong á thì mình sẽ xịt đều 1-2 lần vòng quanh mặt, vỗ nhẹ khoảng vài lần và thấm phần nước khoáng còn đọng lại bằng bông tẩy trang hay là khăn giấy trên mặt. Như vậy thì những cái chất này nó sẽ vào trong mặt, nó thẩm thấu rất là dễ dàng và khuôn mặt của mình thì nó cũng sẽ được bảo vệ. Tiếp theo là một em rất là quen rồi, đó chính là em này. Em này là loại bút che khuyết điểm Maybelline HD White Eraser Dark Circle. Sản phẩm này thì mình có nhận được của Lazada trong cái hộp quà Box of
Troy lần trước rồi. Thì không biết là mọi người đã xem video đó chưa. Thì lúc đó thì mình có nói là mình đã nhận được màu 130 là cái màu trung tính á. Nhưng mà cái màu đó thực sự là nó khá đen hơn so với cái làn da thật của mình. Tại vì da mình cũng hơi trắng cho nên mình không có dùng được. Và tiếp theo lần này thì mình lại nhận lại một cái che khuyết điểm y chang như vậy. Nhưng mà lần này màu mình nhận là... Các bạn ơi, tại sao Lazada lại gửi cho mình cái màu này là màu 150 vậy? Thật ra cái màu 150 thì theo mình biết là nó còn đậm hơn màu 130 nữa. Nói chung là cái bút che khuyết điểm này thật sự là nó rất là tốt. Tại vì cái đầu của nó là dạng lông á, nó rất là mềm và nó dễ dàng mình có thể bán và massage ở trên cái vùng mắt của mình. Che khuyết điểm cũng rất là tốt, nhưng mà cái màu này thì mình không có dùng được. Chắc là mình sẽ giveaway lại cái sản phẩm này cho bạn nào nha. Sản phẩm tiếp theo trong hộp quà lại là một loại sữa rửa mặt nữa. Đây là loại sữa rửa mặt tươi mát hương mơ tên là Estee. Mọi người biết không, mình xin lỗi là thật sự mình không biết đọc tên của cái thương hiệu này là gì. Tại vì như mọi người cũng biết là mình trở về từ Hàn Quốc. Và trong suốt khoảng thời gian mình ở Hàn Quốc thì Thủy chỉ có sử dụng những cái loại skin care và những loại make up mang thương hiệu của Hàn Quốc thôi. Thực sự là thông qua những cái chương trình như vậy của Lazada thì mình mới biết hơn những cái thương hiệu, những cái nhãn hiệu mỹ phẩm ở trong nước. Và cái sản phẩm này cũng là lần đầu tiên mà mình thấy, cũng như là lần đầu tiên mà mình có cơ hội được trải nghiệm như bây giờ. Cái mùi thơm của cái sản phẩm này nó rất là thơm. Rất là thơm mọi người ạ. Để mình thử trên tay một chút xíu nha. Ở trong cái loại sữa rửa mặt này á, thì nó có những cái hạt tinh chất ở trong đây. Có những cái hạt tinh chất nhỏ nhỏ như thế này. Và mình nghĩ rằng là những cái hạt này nó sẽ có thể là rất tốt cho da. Tại vì thông thường những cái hạt như thế này nó sẽ thẩm thấu nhanh vào trong lỗ chân lông. Và nó sẽ làm sạch những cái bụi bẩn ở trong đó. Nói chung là rất là thơm mọi người ạ. Và sản phẩm cuối cùng đó chính là em này đây. Em này là loại mặt nạ đất sét thanh lọc làn da Poreless Mask của L'Oreal. Không biết là mọi người đã sử dụng cái sản phẩm mặt nạ này chưa. Mình thì về loại mặt nạ đất sét thì mình đã có dùng một số hãng của bên Hàn Quốc rồi. Nhưng mà cái loại Poreless Mask này của L'Oreal thì mình chưa có dùng. À, như vậy thì cũng rất là trùng hợp. Tại vì một chút xíu nữa thì mình sẽ tẩy trang. Và trước khi đi ngủ thì mình sẽ dùng thử cái này. Và mình sẽ cho mọi người biết là cái công dụng của nó như thế nào nha. Mọi người ơi, bây giờ mình đã tẩy trang xong hết rồi và mình sẽ thử dùng loại mặt nạ đất sét này của L'Oreal nhé. Không biết là mọi người có biết hay không, chứ mặt nạ từ đất sét thì luôn có rất nhiều những công dụng tốt cho làn da của mình. Nó có thể làm trắng da này, thanh lọc làn da vì nó có khả năng hút các độc tố, bụi bẩn, các tế bào chết từ sâu trong lỗ chân lông. Ngoài ra thì nó còn có thể trị tàn nhang và vết thâm nữa. Cái cảm giác đầu tiên của mình bây giờ thực sự là nó rất là mát. Khi mà mình xoa cái mặt nạ này lên á, thật sự nó rất là mát da luôn mọi người ạ. Nhưng mà nhìn thì nó có hơi dơ tay một chút xíu, tại vì mình phải massage mặt với lại cái dung dịch này đó. Như vậy là vừa rồi mình đã khui hộp quà của Lazada, cũng như là trải nghiệm một số những cái món sản phẩm ở trong đây lần đầu tiên. Và mình cũng đã chia sẻ những cái cảm nhận của mình đối với mọi người rồi. Không biết là mọi người đã dùng qua những cái sản phẩm này chưa. Và nếu như là mọi người đã dùng rồi thì hãy cho mình biết cái cảm nhận của mọi người coi có giống như của mình hay không bằng cách comment bên dưới ở dưới video này nha. Và bây giờ thì video lần này cũng đã khá là dài rồi. Và bây giờ cũng đã khá là trễ rồi. Mình đã tẩy trang cũng như là đã dưỡng da hết rồi. Và bây giờ mình sẽ đi ngủ thôi. Mình xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Anh nhóc.